Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lỡ các bạn. Hiện nay mình nói về bài toán như sau: 62 trục và 9 đơn vị viết như thế thế nào. Thì bước đầu tiên mình lấy ví dụ để cho các bạn xác định đâu là hàng đơn vị, đâu là hàng chục trong một số nha các bạn. Ví dụ như 21 thì số này có bao nhiêu chữ số, thì cách 1 nè. Một, các bạn dùng phương pháp đếm giúp mình. Đếm thì từ tay phải sang tay trái, 1, 2, vậy số này có 2 chữ số. Ok chưa? Cách 2, các bạn dựa vào số hàng của nó. Thì từ tay phải sang tay trái, cái chữ số 1 thuộc hàng đơn vị, chữ số 2 thuộc hàng chục. Ok chưa? Vậy 21 chính là 21 là gồm có một đơn vị và hai chục một đơn vị. Và các bạn quan sát giúp mình hàng đơn vị mấy số à? Một số. Hàng chục mấy số à? Một số, được chưa? Vậy mỗi hàng chỉ có một số mà thôi, được chưa? Nên nha các bạn, nên mình lấy một ví dụ như 217 đơn vị, được chưa? Thì các bạn thấy hàng đơn vị này có bao nhiêu số à? 1, 2. Vậy cái số nằm bên phải gần cái chữ đơn vị nè, đó thì sẽ thuộc hàng đơn vị. Còn cái số sau này nó sẽ được cộng vào hàng chục, được chưa? Vậy 2 cộng 1 bằng mấy à? Bằng 30. 30 và 77 đơn vị, được chưa? Vậy mình sẽ có số bao nhiêu à? 30 và 7 đơn vị là số 1, 2, 2 chữ số, về 37. Ok chưa? Rồi, tương tự như bài trên là đó là 62 chục và 9 đơn vị. Cái hàng đơn vị mấy số à? Một số. Vậy 9 thuộc hàng đơn vị. Tiếp theo hàng chục mấy số à? Hai số. Vậy số 2 thuộc hàng chục và số 6 này được cộng vào hàng tiếp theo. Nhưng do hàng tiếp theo không có nên các bạn sẽ viết như sau: 9 đơn vị mấy chục à? 20. Vậy 6 này chính là 6, còn lại nó sẽ thuộc vào hàng trăm. Nếu các bạn chưa biết thì các bạn cứ viết y chang như thế này, được chưa? Rồi mình lấy một ví dụ nữa, ví dụ như 120 và 17 đơn vị, thì cũng tương tự, 7 thuộc hàng đơn vị, 1 này được cộng vào hàng chục, 12 cộng 1 ra 13, và các bạn tiếp tục như vậy. Và các bạn comment kết quả giúp mình cái số đó như thế nào nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.